khu vực Đông Á và Đông Nam Á đang chứng kiến sự bùng nổ mang tính lịch sử của thương mại điện tử. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng để thương mại điện tử trở thành cơ hội phát triển thương mại kỹ thuật số, thì khu vực này cần những xa lộ rộng mở và rõ ràng hơn. Các giao dịch hàng hóa và dịch vụ trực tuyến tại riêng khu vực Đông Nam Á đã gia tăng nhanh chóng với tốc độ 58% mỗi năm chỉ riêng ở khu vực Đông Nam Á. Philippines, Indonesia và Việt Nam dự kiến sẽ đứng trong nhóm 5 thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất thế giới trong năm nay. Trung Quốc vẫn là thị trường thương mại điện tử lớn nhất trong khu vực, với hơn 50% doanh số bán lẻ được thực hiện trực tuyến. Tuy nhiên, trong sự trỗi dậy mạnh mẽ của thương mại điện tử, thì hơn 1/3 số người bán hàng ở Đông Nam Á cho biết họ đang vật lộn với các quy định kỹ thuật số thiếu đồng bộ của khu vực. Người mua và người bán trực tuyến cần được hỗ trợ bởi một hệ thống của các dịch vụ thương mại kỹ thuật số mạnh mẽ, chẳng hạn như thị trường thương mại điện tử, thanh toán kỹ thuật số và dịch vụ công nghệ tài chính. Các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số của khu vực cũng được tích hợp sâu hơn vào các chuỗi giá trị châu Á và toàn cầu. Ở các nước ASEAN, 2/3 doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ sử dụng nền tảng mua sắm trực tuyến Shopee, khoảng 1/2 sử dụng Lazada, hơn 1/4 sử dụng Amazon. Xuất khẩu các dịch vụ có thể giao hàng trực tuyến giữa các doanh nghiệp cũng đang tăng lên ở mức 16% hàng năm. Mặc dù vậy, khoảng 1/3 các công ty trong khu vực báo cáo doanh số xuất khẩu trực tuyến bị mất do họ không thể chấp nhận thanh toán từ khách hàng nước ngoài. Chi phí hậu cần xuyên biên giới tăng cao, trong khi các chứng từ thương mại trên giấy đi kèm và các điều kiện thanh toán đặt ra những thách thức đáng kể. Khả năng tương tác của hệ thống thanh toán vẫn chưa bắt nhịp được với sự đổi mới mạnh mẽ về hình thức thanh toán của Đông Á. Sự phức tạp của nguyên tắc bảo mật dữ liệu quốc gia, bảo vệ người tiêu dùng và các quy định kỹ thuật số khác là rất khó để xử lý, dù chỉ trong một thị trường, chứ chưa nói đến nhiều thị trường. Những trở ngại này cho thấy sự cần thiết phải có một chương trình chính sách khu vực rõ ràng để thúc đẩy thương mại kỹ thuật số. Các nền kinh tế Đông Á và Đông Nam Á cần đẩy mạnh đồng bộ hóa giữa các quy định kỹ thuật số quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty nhỏ hơn tuân thủ các quy định quốc gia trên thị trường trực tuyến. Việc các nền kinh tế ASEAN dự định đàm phán hiệp định khung về kinh tế kỹ thuật số là một bước đi tích cực và tiềm năng hướng tới các quy tắc ràng buộc mạnh mẽ rõ ràng thúc đẩy thương mại điện tử. Thưa quý vị, sau một tuần làm việc, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 54, AEM 54 và các hội nghị liên quan đã khép lại với nhiều quyết định quan trọng vì một ASEAN thích ứng, chủ động, linh hoạt và rộng mở trong kinh doanh. Đoàn Việt Nam đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tích cực đối với các vấn đề hợp tác kinh tế nội khối ASEAN. Một trong những quyết định quan trọng là nâng cao hơn nữa vai trò của ASEAN với tư cách là nơi hội tụ của thương mại và đầu tư. Trên tinh thần đó, Campuchia đang hướng tới hoàn thành 19 ưu tiên kinh tế trong vai trò chủ tịch ASEAN nhằm tạo nền tảng vững chắc về việc kết nối số, khoa học và công nghệ, thu hẹp khoảng cách cạnh tranh trong ASEAN và thúc đẩy hội nhập. Các bộ trưởng ASEAN đã tiếp tục hoàn thiện các sáng kiến liên quan đến cơ chế thuận lợi hóa thương mại trong khu vực như một cửa ASEAN, hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN. Trong khuôn khổ hội nghị, đoàn Việt Nam đã chủ trì hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam lần thứ 14 CLMV và thông qua văn kiện kế hoạch hành động triển khai khung khổ phát triển CLMV. Nước Anh đang triển khai một chiến dịch an ninh lớn nhất từ trước đến nay nhằm bảo đảm an toàn trong tang lễ của Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị. Sau 10 ngày quốc tang, tang lễ chính thức tiễn đưa nữ hoàng sẽ được tổ chức vào 11 giờ ngày 19 tháng 9 theo giờ địa phương tại thủ đô London bên trong tu viện Westminster. Chính quyền Anh và thủ đô London đã huy động hơn 10.000 cảnh sát, trong đó ít nhất có 2.300 cảnh sát trực chiến dọc tuyến đường đưa thi hài nữ hoàng Elizabeth đệ nhị từ tu viện Westminster về lâu đài Windsor. Hoạt động bay Flycam ở trung tâm London bị cấm. Tại sân bay Heathrow, hàng chục chuyến bay đã được dừng để không gây tiếng ồn khi tang lễ diễn ra. Điều khiển toàn bộ chiến dịch bảo vệ an ninh chưa từng có ở thủ đô Anh là một trung tâm công nghệ cao đặt ngay cạnh tòa nhà Quốc hội. Hàng trăm nghìn người sẽ tập trung tại thủ đô và danh sách khách mời nước ngoài lên tới 500 người, bao gồm các nguyên thủ, người đứng đầu hoàng gia, chính phủ các nước. Công ty điện tử Samsung của Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, xếp sau Samsung là Intel của Mỹ và hãng SK của Hàn Quốc. Doanh thu chip nhớ của Samsung trong quý 2 đạt mức cao kỷ lục 20,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 12,8% tổng thị trường toàn cầu. Trong khi đó, thị phần của Intel, đối thủ cạnh tranh truyền thống của Samsung, đã giảm từ mức 11,1% xuống 9,4%, đạt 14,8 tỷ đô la Mỹ.
Từ năm 2017, Samsung đã vượt qua Intel để trở thành nhà cung cấp chip có doanh thu lớn nhất thế giới và duy trì vị trí này trong 2 năm liên tiếp. Đáng chú ý, 7 trên 10 công ty sản xuất chất bán dẫn hàng đầu toàn cầu là của Mỹ. Các tỉnh phía Nam của Nhật Bản đang phải hứng chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 14. Hàng nghìn người đang phải sơ tán, hệ thống đường bộ, hàng không, trên biển đều bị ngừng trệ. Hiện tại, cơn bão đang đổ bộ vào khu vực Kyushu, Shikoku của Nhật Bản. Một loạt các thành phố phát đi mức cảnh báo nguy hiểm cho đến mức báo động khẩn cấp cao nhất do nước ngập sâu. Đến nay, các tỉnh phía Nam đến dọc khu biển Nhật Bản, hàng chục tỉnh thành đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, hàng trăm ngàn hộ gia đình phải sơ tán lánh nạn. Nhiều ngôi trường công sở bị ngập trong nước, nhiều nhà dân có nguy cơ sập do sụt lở đất. Đến 7 giờ sáng nay, chưa có thống kê về số người chết do bão, nhưng có khoảng 43 người bị thương. Trận động đất 6,9 độ được chuyên gia nhận định là tương đương với sức công phá của 8 quả bom nguyên tử xảy ra vào chiều qua ngày 18 tháng 9 tại Đài Loan, Trung Quốc. Đến nay đã khiến hơn 140 người thương vong. Trận động đất đã gây ra chấn động mạnh trên đảo Đài Loan cũng như cảm giác rung lắc rõ rệt ở các khu vực ven biển Phúc Kiến, Quảng Đông, Giang Tô và Thượng Hải ở Trung Quốc đại lục. Phía đông Hoa Liên chịu thiệt hại nghiêm trọng với 2 cây cầu bị gãy và 3 tòa nhà bị sập. Ngay sau khi động đất xảy ra, nhiều địa phương tại Đài Loan đã phải hứng chịu hơn 100 cơn dư chấn, trong đó mạnh nhất là trận dư chấn 6,5 độ xảy ra vào lúc 19 giờ 41 phút cùng ngày theo giờ địa phương. Hai tâm chấn cách nhau chỉ khoảng 14 km. 3 người đã tử vong hôm 17 tháng 9 sau khi hai chiếc máy bay cỡ nhỏ va chạm giữa không trung trên bầu trời của hạt Boulder, bang Colorado, Mỹ. Sau vụ va chạm, hai máy bay rơi xuống cách nhau một khoảng tương đương vài dãy nhà trên cùng một cánh đồng trống. Nhà chức trách chưa lập tức xác minh được danh tính các nạn nhân. Hai chiếc máy bay gặp nạn là một chiếc Cessna 172 và một chiếc Sonex Cessna, loại máy bay hạng nhẹ làm từ nhôm, được lắp ráp tại nhà theo website của công ty sản xuất. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo thống kê, thì thủ đô Paris của nước Pháp là thành phố có chất lượng không khí tồi tệ thứ tư châu Âu. Để đối phó với tình trạng này, thì trong thời gian qua, Paris đã đưa ra nhiều biện pháp như trồng thêm cây xanh và tổ chức ngày không ô tô. Những du khách đến với thủ đô Paris của Pháp vào ngày 18 tháng 9 này đã có một trải nghiệm đặc biệt thú vị với ngày không ô tô tại đây. Tôi thấy thật tuyệt vời. Những du khách như chúng tôi có thể ngắm Khải Hoàn Môn mà không bị cản trở tầm nhìn bởi khói bụi từ xe cộ. Ngày không ô tô được Paris tổ chức từ năm 2015. Ngày 18 tháng 9 năm nay, từ 11 giờ cho đến 18 giờ, ô tô không được lưu thông trên đường, không gian được dành cho người đi bộ và người đi xe đạp. Những người vi phạm phải chịu mức phạt 135 euro, tương đương 3 triệu đồng. Các trường hợp ngoại lệ duy nhất là xe cấp cứu, xe buýt, taxi được phép di chuyển với tốc độ tối đa 20 km/h ở một số khu vực nhất định. Nhờ ngày này mà chúng tôi có thể dạo bộ thoải mái hơn, không phải để ý đến ô tô nữa, thật sự rất dễ chịu. Theo thống kê, số lượng xe lưu thông vào ngày 18 tháng 9 vừa qua ở thủ đô Paris ít hơn 38% so với ngày Chủ nhật trước đó. Nồng độ nitrogen dioxide trong khoảng từ 10 giờ đến 17 giờ thấp hơn gần 20% so với ngày Chủ nhật thông thường. Với ngày không ô tô, giới chức Paris muốn truyền tải thông điệp, thành phố có thể mang một diện mạo khác, trong lành và thoáng đãng hơn nếu tất cả người dân cùng ủng hộ, giảm bớt lưu lượng xe ô tô và tăng cường đi xe đạp.